ơi đã đến kênh của Ben. Hello, xin chào tất cả mọi người. Thì hiện tại thì như mọi người đã biết, vừa diễn ra trận chung kết Nam với một kịch bản vô cùng kịch tính khi đội tuyển Thể Chất vượt qua đội tuyển Xây Dựng ở xét năm với tỷ số là 15-12. Nhưng mà như mọi người đã biết, tình huống diễn ra điểm số thứ 15 của Thể Chất đã gặp phải sự tranh cãi rất quyết liệt từ ban huấn luyện cũng như các vận động viên của khóa Xây Dựng. Và hiện tại thì trận đấu vẫn chưa thể ngã ngũ, mặc dù thì hệ thống trọng tài đã bước xuống khỏi trận đấu, nhưng ban tổ chức giải vẫn chưa đi đến được thống nhất là sẽ giải quyết trận đấu như thế nào, và có vẻ như đã xin cần trợ giúp của công nghệ VAR ở trận đấu này. Tiếng ở góc máy của Ben thì do ở cùng phần phía sân của cú đánh bóng của chủ công Công Hưng, cho nên không thể xác định được là bóng trong hay ngoài. Còn bây giờ thì Ben vẫn đang phải chờ đợi lực lượng hội ý của ban tổ chức giải. Một giải đấu diễn ra khá hay. Ngày hôm nay thì ở đây đã diễn ra hai trận chung kết cả nội dung nam và nội dung nữ. Ở nội dung nữ thì đội tuyển Khóa Thể Chất dễ dàng vượt qua Khóa Giáo Dục với tỷ số 3-0. Còn trận chung kết ở nội dung nam thì vô cùng kịch tính khi hai đội tiến hành thi đấu 5 hiệp và chiến thắng đã thuộc về Thể Chất. Nhưng mà khán giả và nhiều cổ động viên trung lập thì không phục cho quyết định này của ban trọng tài dẫn đến phá xử thua. Ben cũng không có ý kiến gì bởi vì pha bóng diễn ra rất nhanh và hệ thống VAR của Ben cũng không thể quay lại được trận đấu này, cho nên không biết phải nói như thế nào. Nhưng hiện tại Ben xin quay lại một vòng trận đấu sau khi trận đấu đã kết thúc, vẫn chưa thể biết là như thế nào. Mặc dù trước đó thì các cổ động viên của Khóa Thể Chất đã nhảy vào sân ăn mừng. Cảm ơn sự theo dõi của tất cả mọi người. Và nếu như không có gì thay đổi thì Ben sẽ lái buổi lễ trao giải. Và mọi người dễ dàng nhận ra idol Đức Nghĩa Lộc đang ở trong ống kính của Ben, kể bên là em gái Thị Hải và người yêu của Dung Tèo, rất xinh. Và đây là Dung Tèo và các vận động viên của Xây Dựng. Đây là Hồ Thảo. Chào mọi người, lại là em đây. Hồ Thảo là bình luận viên của trận chung kết này. Mọi người hãy like và chia sẻ kênh của anh Ben nha. Ok nha. Trận đấu vẫn chưa thể diễn ra. Xin lỗi mọi người, là buổi lễ trao giải vẫn chưa diễn ra. Chúng ta chờ xem quyết định của ban tổ chức là sẽ như thế nào. Và như vậy là sau một hồi quyết định của ban tổ chức tiến hành cho đánh lại pháp bóng đó, nhưng mà Xây Dựng đã không đồng ý. Và như vậy là buổi lễ trao giải cũng đã không diễn ra, mà thay vào đó là buổi lễ trao giải cho các vận động viên ở nội dung bóng chuyền nữ. Vâng, cũng là các cô gái đến từ Học viện Khóa Thể Chất của trường Đại học Vinh. Trước mắt chúng ta là các cô gái vô địch cùng với Dương Phương Nam và đội tuyển nội dung nam. Họ cũng đã rất xuất sắc ở trận chung kết này, đặc biệt là Phương Nam và Minh Chiến. Xin cảm ơn sự theo dõi của tất cả mọi người. Hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Bye bye.